Ôi, hôm nay ngạc nhiên quá của bác ạ, này. Một đàn gà. Chân vừa lấy củi. À, vừa lấy củi ạ. À? 20 con to. À, 20 con to là 10 con nhỏ à? Ừ. Nó ăn lá củi. Ở đây, ở đây một con. À. Con này đúng không nhỉ? Con nhỏ này này có bác. Sống cũng được đấy. Con này là không được rồi. Ừ. Nhìn trong nó rủ hết. Chắc là bị ngã đấy. Tôi xin cảm ơn Liên Châu đã gửi quân cô cho hai vợ chồng tôi. Đấy, ông cất tiền đi nhá. Vâng. Tiền này là ông cầm hay là bà cầm? Cầm thì cầm. À, cho bà cầm à? À, cho bà cầm. Nào, bà cũng 2 tiền. Cho bà cầm thì à, bà là cho bà cầm. Đưa cả 150.000 cho bà thì bà chỉ giữ lại tờ 50 thôi. Còn là 100 thì sẽ để cho ông. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà để mà gửi lên cho ông bà cụ mà sống biệt lập với cô bác. Hiện tại thì cháu Lực đang ghi hình ở cái khung cảnh mà phải nói là một nơi khá là vắng vẻ cô bác ạ. Và hôm trước cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của chị là Trần Thị Châu cô bác ạ. Của chị là Trần Thị Châu có gửi cho cháu Lực là 300.000. Đấy, và trong đó thì là mua 10 cân gạo cho ông bà. Còn là dư thì một tí nữa cháu Lực sẽ gửi tiền mặt. Và hôm nay lên thì cháu Lực có cầm và lấy theo cái phần quà của chị Trần Thị Châu. Cháu Lực sẽ xin phép gọi là chị Châu luôn cô bác nhé. Đấy, không có đọc cả họ nữa tại vì là dài quá. Đấy thì rất là cảm ơn là cái phần quà của chị Châu là dành tặng tới cho ông bà cụ mà sống biệt lập của bác. Thời gian vừa qua thì chắc là các bác theo dõi được những cái video mà cháu Lực đăng tải lên ấy, thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là hầu như là những hoàn cảnh cháu Lực đi chia sẻ là sẽ có những bạn nhỏ nào mồ côi hay là những ông bà cụ mà sống biệt lập nữa cô bác. Cháu Lực đang đứng đây thì thấy là có bà là lên đây rồi cô bác này. Bà là không biết là đi đâu về. Một cái dáng người mà phải nói là rất là nhỏ. Bà thì bị làm lanh lợi như ông của bác. Ông thì còn lanh lợi một chút. Mẹ thấy lúc ông không đến bái bóp nè. Mua cho ông bà là 10 cân gạo này. Trên cháu Lực thì túi này thì có, nhưng mà cái loại mà để người ta lấy may luôn thì không có của bác. Mẹ cảm ơn tất quản luôn không? Ai mà buồn bấm tin mà phải cảm ơn. Ồ, đang bị dân bái rồi. Đang dân bái rồi. Hai ông bà thì hầu như là không có một người hàng xóm nào ở đây cả cô bác. Ở đây thì một cái đồi chè, hình như là ở đây chỉ có một cái ngôi nhà thôi. Cho nên là ông ấy bà là hoàn toàn là sống biệt lập luôn. Đấy, khi mà qua phía bên này thì chị ạ, chú ạ. Khi mà đi vào nhà ông thì là qua một cái cầu mà cái cầu này thì được bên chính cái thôn là người ta làm cho. Đấy, còn về cái cuộc sống của ông bà thì có vẻ như chắc là cô bác là không có biết về cái hoàn cảnh của ông, thì cháu Lực xin được phép là tóm tắt qua một chút cô bác nhé. Ông bà thì năm nay là cũng đâu đó là gần 70 rồi. Đấy, bà thì đi một cái dáng người mà phải nói là rất là nhỏ nhắn cô bác. Về hoàn cảnh của ông bà thì hiện tại là ông bà sống biệt lập ở đây cô bác, không có một người con nào cả. Bà thì thấy là ông ra kia hỏi là đi đâu về đấy, mà phải ma vừa nói tiếng nùng là vừa nói tiếng phổ thông cô bác ạ. Ôi hôm nay ngạc nhiên quá cô bác ạ, này. Một đàn gà. Chắc là đâu đó độ tầm là 10 mấy 20 con đấy cô bác. Ui. Có vẻ như là ông bà là gà này khá là nhiều gà cô bác ạ. Chỗ này là tầm bao nhiêu con đấy ông?
hơn 30 con đấy. Ôi hơn 30 con à? Thế cháu có nói nhầm một tí nhỉ? Đây cho ông đeo một tí này. Ông là hôm nay là đi đâu về đâu? À đi chăn dê. À chăn dê à? Bộ cháu ông thì có vẻ như là vừa đi chăn dê vừa đi nhận lấy quỷ. Cháu ông có vẻ hơi gầy tí nhỉ? À, dắt con chó này ra. Dạ. Ông ấy dắt sao một tí tại vì là cháu lạ cho nên là cháu thích sủa. Anh nhìn vào ông ấy mặt thì hạ khuôn mặt mà phải nói là thế nó mà ngày hậu quá. À, khá là vui các bác ạ. Hầu như là những cái bộ quần áo của bà mặc ấy là đều là được các bác là gửi về cho đâu các bác ạ. Ông là hôm nay là ở nhà làm cái gì ông? Hả? Hôm nay ông ở nhà làm gì? Là chăn dê cả ngày. Chăn dê cả ngày à? Ừ. À, thế dạo này công việc là chỉ có đi chăn dê được không? Vâng, cũng chăn dê vừa lấy quỷ. À, vừa lấy quỷ à? Ừ, quỷ đây à. Cũng ô, thế hôm ông nay lấy về. À, thế là bó quỷ này là ông đi lấy về đấy à? Ừ. Ở sao ở đây có ống nước nhiều đấy ông? Hả? Ở đây có ống nước nhiều đấy. Ống nước ông sinh gửi. À, đây là ống nước của nhà người ta gửi không? Ừ. À. Ông người ta gửi thì cẩn thận ông nhá, bảo người ta câu là mất là không biết đâu ấy, chứ không là mất là người ta bắt ông đền thì lại tội ông ấy. Không. À vâng. Lúc hôm trước là để ở nhà. À. Là có quan dân. Ôi. Ở để lấy. À, thế là trước là ông dùng ống nhựa này là để ở nhà. Ừ. À, thế là có vẻ như là bà đang cho gà ăn này, xem là có bao nhiêu nào. Đấy, okay. Bà bảo, ông bảo là có bao 30 con. Thế thì à. mỗi lần mà cho nó ăn thì ông đếm à? Vâng. À. Những con nhỏ thì bà cả con nhỏ cả gạo của bác ạ. May mắn là được các bác cô chú anh chị mà nhà quân là mẹ cho ông. Mẹ mà lắc bài sao là mà. Mà bài sao là đi bà con điện. Gà con này có bao nhiêu con đấy ông? Hả? Cái gà con này có bao nhiêu con đấy? À, 20 con to đấy. À, 20 con to là 10 con nhỏ à? Ừ. Có con nào đang đẻ trứng không? Đẻ 6 cổ, 7 cổ. À, đấy là có một con là để đến 6 quả đến 7 quả à? Thế con này thì cũng sống được rồi đấy. Con nào ông? Ơi rồi, con này nhỉ? Để. À, dưới này có một con là bé bé tí này các bác này. Con này thì có vẻ như là nó bị rù rù rồi. Cái này ông có cho tiêm thuốc gì không? Không. Không tiêm thuốc gì đâu à, chỗ này ấy? Ờ. Chỗ rừng của nhà ông thì là tha hồ thả nhỉ? Vâng, tha hồ thả đấy. Nhưng mà chuồng gà thì là ông ở đâu? Hả? Chuồng gà là ông ở đâu? Chuồng gà là cùng dê ở đây. À, thế là chuồng gà là cùng với dê này á? Ừ. Rồi. Như này thì liệu là nó có ở được không ấy? Con dê là bên trong. À. Con gà là bên ngoài. À. Con gà là ngoài cái. À, để cháu xem này. Cháu xem chuồng gà. Ôi. Thế là dê là ở trong chuồng bên này, còn gà là ở phía bên ngoài các bác ạ. Vâng. Chuồng của ông thì cũng làm đâu đó là đường độ sắp được năm rồi không nhỉ? Ờ, sắp được. Được mấy tháng rồi đấy. Ừ. Rất là mong là cái thức phim này cháu được đăng tải lên các bác. Hơn 18 tháng này. Vâng. Cháu được xin tất cả quý cô bác anh chị ở trên kênh Bản Em hiện tại thì có 14.000 cô bác là theo dõi cháu được rồi. Cháu được xin là mỗi cô bác là 50.000 đến 100.000 để mà giúp cho ông bà là một chút kinh phí để cho ông làm lại cái chuồng gà cũng như là chuồng dê một chút cô bác ạ. Dê của ông hôm nay đâu rồi? Ông thả đây à? Ờ, nó con dê nhỏ. Dê nhỏ chắc là điên. Thích vào đây ăn. Nó ăn lá của ở đây. Ở đây một con. À.
Bạn dì của ông thì phải nói là ơi ông kệ nó không phải đuổi đâu, kệ nó. Và mẹ tụ bụp ta hơn nó. Kệ nó không ạ. Ui dì của ông này có bác này cho ăn rồi nói là bò căng kê. Kê kê một con. Vâng. Đây là đến buổi tối thì ông dắt về nhà. Thành ra là nhìn thấy bụng lúc nào cũng to. Thế nhưng lúc mà trời mưa thì ông làm thế nào đây ông, trời mưa ấy? Trời mưa thì lấy cỏ cho này, này không ăn này, chịu này. Thế là trời mưa là lấy cỏ cho rồi, nó không ăn thì cũng không biết làm nào nhờ. Còn nay thì không có cầm theo tăng đơ chứ không là hộ ông cắt tóc rồi nhờ. Ông vâng. Bỏ mũi ra xem là xem tóc dài chưa? Dài. À, dài rồi à? Đây là... À, ông lại bị hói nhờ. Thế là nào đi xuống dưới nhà cháu thì bảo là bố cháu cắt cho nhá. Vâng. Và bố cháu cắt tóc cho ông. Vâng. Ôi, con bé này cũng có bụng to phức này cô bác này. Con đây. Nhưng mà hai con dê này đẻ ra không có giống màu, nó không giống bố nó tí nào nhỉ, giống mẹ nó thôi. Không. Đấy, bố nó thì không giống này. Bố nó thì đen nhiều hơn, còn con nó thì là giống con mẹ là nhiều hơn đó nhỉ. Ồ. Hôm nay vào với ông thì lại nhận một cái phần quà nữa cho ông. Vâng. Vừa rồi thì cho bà là cầm gạo đi về nhà trước rồi. Thế là thời gian này ông có đi đâu làm thuê không ông với bà ấy? Không có ai... Thuê à? Không có ai cho làm. Con này thì có vẻ như giống bố nó nhiều hơn này. Con này thì nó đen nhiều hơn này. Vâng, thì... Dễ thế ngại đến cái này là... Đau bụng đấy. Đau bụng à? Ừ. À, thế là... Cái là... Ăn cái này là đau bụng. À, thế là... À, dê mà ăn cái dâu khoai lang này là biết bụng à? Ừ, không đấy, cho ăn. Không cho ăn đúng không? Ừ. Ôi, cái này có vẻ như là dê nó ăn lá cây đúa này nhỉ? Vâng, buổi sáng là... À, nhưng mà này không biết là... Cho vào chuồng. Cái này là không biết là đúa gì đây cô bác, cái này ấy. Cái này là ông chồng hay là bà chồng? Bà chồng. Là bà chồng à? Tính nông bảo là lục đít. À, là lục đít đúng không? Ờ. Cái này là đố đen cô bác ạ. Vâng, đố đen. Ông mà nói thì cháu Lực mới biết chứ. Vâng, đây là vậy. Tại vì là không có nhìn thấy cái đố đó. Nhưng mà cháu thấy là có cái con này nhiều quá nhỉ, đây này. Con này là... Cái con này thì tính ra là... Nếu mà bắt được, bán được đấy cô bác con này. Ờ, đây tên kinh bảo là cái gì đấy cô bác. Đấy, cháu với ông đi về nhà đi không? Để vâng. Cháu gửi cái phần quà này cho ông tiếp nữa. Thăm lâu lâu ra thăm lại cái cuộc sống của hai ông bà thì phải nói là rất là đáng mừng cho cô bác, thay đổi đã rất là nhiều. Ông hiện tại thì năm bảo mà ông nàng cha thay mà. Ông có một đàn gà với bà này, đâu đó là tầm độ 30 con. Đấy, có gà này vào thì thật sự ra thì nhìn như kiểu là có gà thành ra là cuộc sống của ông là thay đổi. Khác hơn một chút cô bác. Hiện tại cháu Vương là cho ông con tô này để làm giống đấy à? Ờ, con tô cho ông. À, con tô cái cho ông là để làm giống đúng không? Cho bảo thiếu tiền thì bán, không thiếu tiền thì là ông cứ nuôi đúng không? Ờ, không cho bán. À, thế là cái con có một con này cô bác này, một con thì là vợ chồng của em rể cháu Lực là cho ông một con. Đây còn là những con lại là của nhà ông. Chỗ đây đã bán được con nào chưa ông? Đã bán được lần nào chưa? Không. Chưa bán đâu à? Chưa bán được. À. Này hiện tại là chắc đâu đó là tầm con to nhất thì chắc được tầm độ là 1 cân thôi. Mấy con kia thì chắc là chưa được cân cô bác ạ. Ôi gà chân đen này. Đen là cao nhất là đen con to đến cái này đến ông... 150 thì... cái này ông có muốn bán không? Hả? Ông có muốn bán không? Bán à, nhưng mà nó còn nhỏ quá nhờ. Vâng. Ừ. Nếu như các bác mà mong muốn là gà bản của bác nhá. Cô bác nào mong muốn gà bản thì có thể là điện cho Lực, nhưng mà bán để... cho Lực không gửi đâu, tầm quanh tầm độ Hà Nội thì chắc quay đầu là được. Đấy. Tại vì cháu Lực nhìn thấy là bán thì bảo cháu Vương thì được bán được. Nếu mà như
Đến lúc mà mấy nữa, đến lúc mà ông bán nó, ông muốn bán thì ông bảo với cháu nhá. Vâng. Ông bảo với cháu đi mà có bác nào mà muốn mua đấy cháu vâng. cho. Vâng. À, bản này thì ăn nó rất là tuyệt vời của bác ạ. Vâng. Cái thức ăn chính của những con gà này thì thóc là chính thôi, còn ngoài ra thì cứ đi ra ngoài rừng đi, nó có thức ăn cái gì thì ăn. Đấy. Nhưng mà để với lại rừng già này sau này sợ nó có hóa thành là ui, gà rừng không? Con nhỏ ở đây sống không được rồi. Con này không nhỉ? Con nhỏ này không? Sống cũng được đấy. Con này là không được rồi. Ừ. Nhìn trong nó rủ hết. Chắc là bị ngã đấy. Ở đây có bao giờ có rắn vào không? Cũng vào, cũng à, thấy vào. Vâng, đấy, cháu với ông đi vào nhà đấy nhỉ? Vâng. Xa quá hay. Xa quá hay nặng. Ông thì có vẻ như là đeo ủng là hợp lý hơn ở trên này ông nhỉ? Đấy, này mua cho ông thêm bao gạo đấy nhá. Vâng. Bao đây. Bà cầm cho. Bao đây cháu chú. Vâng, có một chị là gửi cho ông. Ồ, đây là rau dớn à? Cái này là để nấu cơm à? Rau, vâng. Để bữa tối nay à? Ông hái về lâu chưa? Hôm qua về hái à? Ừ. Thế tối nay có ăn được không? Hôm qua ông hái. À, ông hái từ đâu về? Xong rồi đi. À, là đi, cứ đi chăn dê xong lại bán à? Đi xuống suối lấy. Cái này là cái gì đây ông? À, nước à? Nước. Ờ, ông thì có vẻ như là dự trữ nước ở nhà rất là nhiều các bác này. Đây một xô này và một thùng này. Và ăn lên một can chứ, và một thêm là một nồi nữa. Và những cái đồ dùng của ông đựng nước này các bác này. Cái này thì có vẻ khá là lâu rồi, thời gian là bên ngoài nó bám một chút rêu rồi. Cái này thì còn mới này. Cái như đây những cái đồ đạc mà được chỗ này là các bác gửi cho đây. Ôi, sao tự dưng hắt xì nhỉ? Không biết là có bạn nào thương nhớ không các bác ạ. Hắt xì liên tục. Và các bác thì thông cảm một chút các bác nhé, hơi tế nhị một chút. Cái này là gì đây ông? Chè à? Chè. Bà thì đang đun nước à bà? Vâng. À. Chè sao thẳng đấy. Bác năm à mẹ? Bác năm à. Một bác mà mẹ? Bác mình mê cả, đang phay. À, đang phay nọ. Mê bác này bác còn mày kìa. Bác này. Bà là định đun nước của bác này, thì bà là bà không đun nước. Thế mà hôm nay là ông với bà là không đi đâu làm thuê được cái gì à? Không. Thế là toàn ở xung quanh nhà thôi à? Lần nào vào thì cũng vào với ông thì đều có nước chè cả cô bác. Hết là ông hết gạo, mai ông định xuống tầng. Này cháu xin nhé. Xuống tiền cốc bài. Xuống cốc bài á? Ừ. Không xuống cốc bài làm gì? Gần. Nhưng mà ông xuống cốc bài để là để làm gì cơ đấy? Là đi thăm nhà cháu về. Em về. À, thăm nhà em rể á? À, em về. Thế bà có đi không? Em gái. À, thăm em gái đấy à? Ừ, bà không đi. Bà để ở đây trên gì? Thế mai ông là cùng cháu Vương đi đấy à? Ông khác đi bộ đây. Đi bộ đi? Ừ. Ôi dồi ôi. Sớm, đi sớm. Ông đi bộ quả từ đây đi cốc bài của bác à? Ừ. Nhưng mà chỉ gần cốc bài thôi chứ không đến cốc bài. Và hôm nay thì vào thăm ông bà thì thấy là rất là mừng cho ông bà, có thêm nhiều gà nữa. Ừ. Và đi vào thì cũng có một chị là gửi cho ông là 300.000. Đấy, wow. Là chị là Trần Thị Châu. Đấy, wow. Là chị Châu gửi cho ông là 300.000 để mà cho cháu là mua cho ông là 10 cân gạo. Đấy, và còn dư thì gửi tiền mặt cho ông với bà. Ông là cũng đang hết gạo đúng không? Wow. À, thế là cũng kịp thời đấy nhỉ? Wow. Mua gạo cho ông cũng kịp thời nhỉ? Wow. Đấy thì còn 300.000 thì cháu mua gạo hết là 150.000 rồi. Thì vâng. Còn dư là 150.000.
thì sẽ gửi cho ông nhé. Vâng. Đây là 100 này. Đấy, còn ở đây là 50.000 này. Vâng. Đây là một tờ 100 với lại tờ 50.000 ông nhá. Vâng. Là 150.000 nhá. Vâng. Đấy. Ông có lời nào muốn gửi tới chị Châu không? Không. Ông gửi một lời cảm ơn tới chị Châu ấy, đấy. Lâu lắm mà không không nói à? Không nói, không được nói. từ cảm ơn lâu lắm không được nói rồi. Ông bảo là tôi xin cảm ơn chị Châu đã gửi phần quà cho hai vợ chồng tôi nhá. Vâng. Tôi xin cảm ơn Liên Châu đã gửi phần quà cho hai vợ chồng tôi. Đấy, ông cất tiền đi nhá. Vâng. Tiền này là ông cầm hay là bà cầm? Cơm thì cơm. À, cho bà cầm à? À, cho bà cầm. Cho bà cầm thì bà đã cho bà cầm đưa cả 150.000 cho bà thì bà chỉ giữ lại tờ 50 thôi, còn là 100 thì sẽ để cho ông. Đấy, nhưng mà cái này thì ông với bà thì cũng chỉ để mua những cái thức ăn thực phẩm hàng ngày của ông bà thôi các bác. Đấy, cái túi huyền thoại của ông này các bác này, túi này là hình như là bà đi chợ mua cho hay sao ấy. Cuối tuần này ông với bà thì nếu mà đi chợ ấy thì rủ nhau ăn một bát phở nhá. Vâng. Rủ nhau ăn một bát phở thì cũng hết là 50.000 rồi đấy. Vâng. Đối với lại là phở thì đối với lại là làm ví dụ như ông bà này cô bác này, phở nó là một cái món mà đi vào chợ thì cũng khá là sang chảnh đấy cô bác ạ. Lập dạ này. Cháu Lực cũng xin thay mặt là ông bà gửi một lời cảm ơn tới chị Châu và chúc chị cùng gia đình nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Một lần nữa thì cháu Lực xin quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước là giúp đỡ cho ông bà là một cái khoản kinh phí để cho ông bà là được có đủ kinh phí để mà làm chuồng dê một chút cô bác ạ. Đấy, 14.000 các bác đang theo dõi thì cho cháu Lực xin là mỗi người 50.000 đổi tầm 100.000 thôi thì cũng đủ để cho ông rồi. Thì nếu như mà được các bác yêu quý giúp đỡ cho ông bà đấy thì cháu Lực sẽ đi sắm sửa vật liệu về để cho ông làm chuồng gà, làm chuồng gà trong vịt đấy, chuồng dê thì cho nó chắc chắn một chút cô bác ạ. Chứ cháu Lực nhìn thấy cái chuồng này thì phải nói là khi mà có trộm vào rất là sợ. Anh ngồi với ông bà một chút nói chuyện thì cháu Lực cũng sẽ là phải đi về rồi cô bác ạ. Hiện tại thì cũng khá là tối rồi. Ông với bà là tối nay là nấu cơm với gì đây, ăn cơm với gì đây ông? Không có rau gì thì ăn tạm ăn. Thế là tối nay là chỉ ăn rau này thôi à? Vâng. Tối nay là chỉ có rau dớn thôi này cô bác này. Mà mắm muối mới chính thì đủ chứ ông? Đủ cả đúng không? Đấy, để mà hôm nọ bàn kính cho cho gì không? Cho mỡ. Cho mỡ à? Thế là một chai này đấy à? Vâng. Thế là chai dầu ăn này thì được một người hàng xóm cũng như là bác ở gần nhà cháu Lực cô bác tặng cho ông là một chai dầu ăn. Ông lấy tiền đấy đi mua thêm thực phẩm thức ăn của ông nhá. Vâng. Hôm nọ cháu gửi cho ông 100.000 thì ông mua cái gì không? Mua mỡ. Mua mì. Ông không dám mua thịt à? Ừ. 100.000 thì nếu mà để mà mua đấy cô bác thì cũng thịt thì cũng chả đủ một cân đâu, nửa lạng thôi. Nửa cân cô bác chứ không phải là nửa lạng. Ông bà thì sống rất là tình cảm cô bác ạ, mặc dù là hiện tại không có một người con nào cả. Sau này thì khi mà ông bà già đi không còn đủ sức khỏe chắc là cũng chỉ có con cháu của ông bà là chăm sóc thôi. Ở bên này thì ông với bà có vẻ để đồ đạc gì nhiều đấy nhỉ? Măng ở đây không? Cái có một đống cỏ ổi đấy. Ổi này hái đâu về không? Hả? Ổi này hái đâu về? Hái dưới kia. Hái dưới thôn dưới làng kia về à? Vâng.
Đấy, bếp của ông thì phải nói là rất là thớp này các bác này. Chỗ này mà không để ý nhá là dẫn đến là hỏa hoạn, là cháy cháy nhà luôn đấy. Này ông à, để ý ông nhá, chỗ này ấy. Vâng. Hết sức là phải cẩn thận chỗ này ấy, tại vì là những cành củi ở trên này thì chắc là khô hết rồi các bác này, để gác lên đấy. Đây là lại là chè của ông. Chè. Chè của ông thì chỗ này là hái hơi già một chút các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã gửi xong là cái phần quà cho ông rồi các bác. Hiện tại thì ở phía bên ngoài này cũng khá là tối rồi. Này thì đêm mà đi ngủ thì chắc là sợ đấy ông nhà đêm ấy. Nhưng mà đối với ông bà thì nó là một cái cuộc sống quen rồi các bác ạ. Thật ra là không có vấn đề gì cả. Này ông đấy, ông lấy dê vào chuồng chưa? Vâng. Đấy, đến giờ lấy dê vào chuồng chưa ông? Ê, con dê nhỏ này cơ đấy, con dê con này thích ăn rau này. Đến giờ của ông là lấy dê đi vào nhà được các bác ạ. Trên này thì có những cây cổ thụ và chè rất là lớn đấy các bác này. Cái cây chè này thì đâu đó là đường kính của nó là phải tầm đâu đó 50 đấy các bác. Rất là già. Bé. Con dê đực của ông thì nhìn trông phải nói là rất là đô con các bác. Này nuôi được tầm thêm 2-3 năm nữa thì phải nói là cực kỳ đô luôn. Chuồng dê của ông thì hiện tại là nó được như thế là làm lâu quá rồi cô bác ạ. Hú lòng bé này im im thở xì đâu bé. Đấy. Chỗ này mà bây giờ mà thí dụ như là trộm mà rình mò đấy cô bác, kéo này ra là bắt gà của ông thì chắc là tội cho ông lắm. Đây ông có vẻ là trồng cả ớt ở đấy rồi. Tự dưng giật mình con dê này cô bác ạ. Tao đi Minh Tú cả mê, tao đi Minh Tú thì mê bèo mam ạ. Ớt này như kiểu là ớt gió đấy cô bác, rất là nhỏ. Nhưng mà ăn phải nói là cực kỳ là cay. Là buộc xong chưa? À buộc xong rồi không? Xong rồi. Bà đang đi lấy con dê kia về rồi. Con dê này. Con đực con cái khỏe hơn không? Con nào khỏe hơn? Con gái mà tí thả. À. Ủa. Ở bà. Ở bà này chơi bậy cả rồi. Tối rồi không nhỉ? No lắm, no quá lẽ. No quá à? Ông bà phải nói là chăm dê là như kiểu là chăm con luôn các bác ạ. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bà, tất cả cô bác anh chị mạnh thường quân tin tưởng có lực để mà hỗ trợ cho ông với bà là một cái khoản kinh phí để mà làm chuồng trại chuồng dê này. Đại bà thì các bác nhìn thấy một cái dáng người mà khi mà đứng cháu lực nhá, cô bác chỉ ấm thử chỉ đến vai của cháu lực thôi. Cháu lực chỉ có cao là 1m65 thôi các bác. Thì bà thì chỉ đến là vai của cháu lực thôi, cũng thấy còn thấp hơn nữa các bác ạ. Là một cái dáng người mà phải rất là nhỏ. Bà thì chắc là đâu đó tầm độ là được 3 tầm 30 cân. Chắc là tầm 30 cân thôi các bác. Hôm nay thì cháu lực đi vào thăm ông bà thì thấy là cuộc sống của ông bà là có dê này, có gà này. Mọi cái thì khá là đầy đủ các bác. Thì rất là cảm ơn tới bác
bác Thảo Đỗ đã gửi hỗ trợ cho ông là một cặp dê để cho ông phát triển về phần kinh tế. Và thứ hai thì cũng xin được cảm ơn tất cả các bác này, cô chú này, anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh là trong thời gian qua khi mà chúng tôi chia sẻ đấy, tôi gửi rất là nhiều những phần quà tới cho ông bà, quần áo này, thực phẩm, thức ăn, đồ uống này kia nữa. Và trong thời gian tới thì rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác hỗ trợ cho ông bà một khoản kinh phí để cho ông bà làm chuồng dê các bác ạ. Và những cái thành quả mà các bác, những cái sự yêu quý của các bác giúp đỡ ấy, thì hôm nay cháu được điên ghi hình thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng rồi là một cái khối tài sản mà cũng phải nói là đối với ông bà thì nó rất là đồ sộ rồi, chưa bao giờ mà ông bà là có được là nhiều con vật thế năm nay cả các bác ạ. Và cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được chia sẻ ở tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông hiện tại đang buộc thêm dê nữa các bác, để cho ông gửi một lời chào tới các bác này. Chắc là cháu Lực cũng xin được là khép cái video này đâu các bác ạ. Buộc xong chưa ông? Xong rồi. Xong rồi à? Con mẹ đây không buộc thả. Con mẹ đây là thả thôi à? Thả. Thế này là cửa đây không? Cửa đấy. Ôi. Đơn sơ các bác ạ. Thế là cái này là mở ra, cửa này là mở ra không? Vâng. Thế là bây giờ ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác khán giả đó không? Không. Ông nói tôi xin chào tất cả mọi người đấy. Tôi xin tất cả cảm ơn mọi người. Ông vẫy tay một cái được không? Vẫy. Vẫy tay như này. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.